hoàn thiện sân khấu, lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng, dàn pháo hoa tầm cao, rạp nối chương trình là những phần việc đang được các bộ phận gấp rút hoàn thiện. Liên tục không kể thời gian để chuẩn bị tốt nhất cho chương trình Hà Tĩnh chào mừng năm mới 2024. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, hứa hẹn đây sẽ là chương trình sôi động, hoành tráng và để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân Hà Tĩnh. Sân khấu diễn ra chương trình Hà Tĩnh chào năm mới 2024 được đặt tại quảng trường Thành Sen, thành phố Hà Tĩnh với quy mô hơn 1.440 m², được thiết kế giật cấp 2 tầng, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Công nghệ trình chiếu laser mapping đang được các ekip gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Đây sẽ là nơi trình diễn các tiết mục nghệ thuật của nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong làng giải trí Việt như Đan Trường, Hồ Quỳnh Hương, Minh Quân, Eric, Bùi Lê Mận. Những ngày qua, các vũ đoàn cũng đang tập luyện ngày đêm để chuẩn bị hoàn hảo nhất cho đêm diễn. Hiện nay thì hàng trăm nghệ sĩ sẽ liên tục tập luyện trong nhiều ngày với khối lượng thiết bị đặc biệt mà chúng tôi sẽ thiết đặt trong chương trình lần này. Các nghệ sĩ đến từ cả ba miền với cả các ekip làm việc từ âm nhạc, ánh sáng và các hoạt động biểu diễn là đến từ các nghệ sĩ chuyên nghiệp nhất, truyền tải những cái mục tiêu, những cái định hướng phát triển của toàn tỉnh. Vô cùng gần gũi và tạo ra cái cảm quan và sự tương tác giữa công nghệ và ánh sáng làm cho người xem có thể hòa nhập vào phần trình diễn của chương trình. Đặc biệt trong chương trình này, lần đầu tiên Hà Tĩnh thực hiện màn bắn pháo hoa tầm cao với số lượng 500 quả và 90 dàn pháo hoa tầm thấp, thời gian bắn trong 15 phút. Các phần việc liên quan như đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền, quảng bá cũng đang được các sở ban ngành đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo để chương trình diễn ra một cách trang trọng, an toàn, tạo được sức lan tỏa. Triển khai các lực lượng làm tốt công tác bảo đảm an toàn, công tác phòng cháy chữa cháy, công tác bảo đảm an ninh trật tự cho khu vực diễn ra bắn pháo hoa. Để thực hiện tốt cái công tác bắn pháo hoa tầm cao, chúng ta phải sử dụng hệ thống chuyên dụng và hệ thống ống phóng để đưa pháo hoa lên đạt được cái tầm cao. Với số lượng pháo hoa lần này, chắc chắn rằng sẽ tạo cái hiệu ứng về âm thanh, về ánh sáng, về màu sắc, là tạo nên một cái sự lung linh, huyền ảo trong cái thời khắc chào đón năm mới. Về tiến độ của chương trình thì trên thời điểm này sân khấu đang gấp rút hoàn thành. Cả cái phần việc đài được giao trong cái quá trình phối hợp với công ty sự kiện Hàm Nghi cũng đang gấp rút được hoàn thiện. Đặc biệt là các cái linh kiện trong chương trình như là phóng sự dấu ấn Hà Tĩnh năm 2023 và Hà Tĩnh khát vọng vươn xa. Riêng cái phóng sự này thì đây là lần đầu tiên thực hiện theo cái cách làm mới bằng đồ họa và các cái hiệu ứng ánh sáng laser với công nghệ mới nhất. Về kỹ thuật thì trong quá trình phối hợp đài cũng đang chủ động các cái phương án và sơ đồ đặt máy. Đây là một cái chương trình thực hiện ngoài trời, lại ở quảng trường rộng lớn cho nên sơ đồ phải chi tiết. Để thực hiện hóa ý tưởng thì chúng tôi sẽ huy động tất cả các cái thiết bị kỹ thuật hiện đại nhất như cầu gimbal. Chương trình Hà Tĩnh chào năm mới 2024 sẽ chính thức diễn ra từ 22 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2023 đến 0 giờ 30 ngày 1 tháng 1 năm 2024. Với sự chỉ đạo sát sao từ khâu lên kịch bản đến tổ chức thực hiện và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ekip, đơn vị tổ chức, đến thời điểm hiện tại, tổng thể chương trình đã hoàn thiện trên 95% các khối lượng công việc. Chương trình này thì là một cái chương trình đặc biệt về nghệ thuật, gồm cả cái ca sĩ là nổi tiếng cũng như là có một cái chương trình về bắn pháo hoa tầm cao mà Hà Tĩnh chúng ta cũng chưa bao giờ tổ chức. Tôi nghĩ rằng với cái chủ trương là hoàn toàn đúng đắn và với ý nghĩa đó và cũng như là cái sự phù hợp tổ chức của các cơ quan liên quan thì sẽ đáp ứng được cái yêu cầu của tỉnh giáo cũng như là cái mong muốn, kỳ vọng của nhân dân, của cán bộ và lớp trẻ tham gia và chứng kiến một cái chương trình đếm ngược thời gian chào năm mới 2024 thành công tốt đẹp. Chương trình Hà Tĩnh chào năm mới 2024 sẽ là bức tranh của sự giao thoa giữa âm nhạc, ánh sáng và những màn trình diễn sôi động. Tất cả được lồng ghép vào từng tiết mục nhằm mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho khán giả, truyền tải những thông điệp mạnh mẽ về một năm mới sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi mới.